Thung lũng Napa ở bang California của Mỹ là một nơi đất đai màu mỡ, phù hợp với rất nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây bí ngô. Đó cũng là lý do vì sao người nông dân tại đây luôn luôn giành được những giải thưởng trong giải vô địch những quả bí ngô lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm tại Mỹ. Cuộc thi năm nay diễn ra vào ngày 14 tháng 10 vừa qua cũng không phải là một ngoại lệ. Đây là lần thứ 40 cuộc thi được tổ chức và đứng đầu danh sách đoạt giải là quả bí ngô có trọng lượng lên đến 900 kg. Chủ nhân của nó là ông Gary Miller, người đã có thâm niên trồng bí ngô hơn 20 năm qua. Quê hương chúng tôi không chỉ là nơi sản xuất ra loại rượu vang nổi tiếng, mà còn là mảnh đất làm ra những quả bí ngô khổng lồ. Với chiến thắng này, Miller đã giành về giải thưởng trị giá 11.910 đô la Mỹ. Dù vậy, con số này vẫn là khiêm tốn bởi ban tổ chức trao giải lên đến 30.000 đô la Mỹ cho quả bí nào có trọng lượng phá kỷ lục thế giới, nghĩa là lớn hơn quả đang giữ kỷ lục 921 kg hiện nay. Chủ nhân của quả bí ngô khổng lồ này cũng là một nông dân đến từ thung lũng Napa.